đánh bại Wolverhampton, Man U chen chân vào top 4. Man U tạm chiếm vị trí thứ tư của Tottenham sau khi đánh bại Wolverhampton ở vòng 18 ngoại hạng Anh bằng bàn thắng duy nhất của Rashford. Những cuộc đối đầu giữa Wolverhampton và Man U thường có tỷ số hòa hoặc cách biệt chỉ một bàn. Điều này một lần nữa xảy ra trong trận đấu ở vòng 18 ngoại hạng Anh và đội khách là những người được hưởng niềm vui sau 90 phút vất vả. Huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục tin tưởng Luxor đá trung vệ bên cạnh Raphael Varane. Tài năng trẻ Alejandro Garnacho được trao cơ hội đá chính. Man U chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngay ở phút thứ 6, Casemiro đánh đầu đập người hậu vệ chủ nhà, bóng này lên cao hơn khung thành một chút. Wolverhampton thoát thua. Không lâu sau đó, sai lầm của Nelson Semedo biếu cho Garnacho cơ hội đối mặt thủ môn xá nhưng cầu thủ Man U bỏ lỡ. Ở chiều ngược lại, Wolverhampton cũng không phòng ngự bị động. Khi giành được quyền kiểm soát, đội chủ nhà rất bình tĩnh thoát vây và tổ chức tấn công thay vì phá lên cho các cầu thủ tuyến trên đuổi bóng. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Erik ten Hag điều chỉnh hàng công với việc tung Marcus Rashford vào sân. Man U vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công, gây sức ép cho đối thủ. Tuy nhiên, phương án thay người của đội khách vẫn phát huy hiệu quả. Phút 77, Rashford đập nhả với Bruno Fernandes để tấn công vào vòng cấm. Rashford che chắn tốt trước sự tranh chấp quyết liệt của hậu vệ đối phương và sút tung lưới Wolverhampton ghi bàn mở tỷ số cho Man U. Chưa đầy 10 phút sau, lại là Rashford đưa bóng vào lưới Wolverhampton. Tuy nhiên, và giúp trọng tài phát hiện ra rằng bóng đập tay tiền đạo Man U trước khi đi vào khung thành đội chủ nhà. Bàn thắng của Quỷ Đỏ bị hủy. Wolverhampton dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối trận. David De Gea liên tục phải đối mặt với mối đe dọa từ đối thủ. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn này giúp Man U bảo toàn được chiến thắng. Kết quả, Wolverhampton 0-1 Man U. Ghi bàn. Man U, Rashford, phút thứ 77.